tạm giam bố trẻ làm nữ sinh lớp 7 sinh con. Đối tượng Nông Văn Minh quan hệ tình dục khiến cháu T mang thai và sinh con vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 2006, trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mình chính là đối tượng đã khiến một học sinh lớp 7 mang thai, tự sinh con trong nhà tắm. Trước đó, ngày 14 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, tại huyện Sơn Động, gia đình phát hiện cháu T, sinh tháng 6 năm 2010, sinh một bé trai tại nhà tắm của gia đình. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Sơn Động nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra xác định, Nông Văn Minh và cháu T có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 6 năm 2022, đối tượng Minh có hành vi quan hệ tình dục với cháu TTMC dẫn đến mang thai và sinh con vào ngày 11 tháng 2.